Chào mừng bà con quay trở lại với chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Hôm nay Dr. Vet có một chuyên đề nhỏ muốn trao đổi với bà con chăn nuôi, đó là chuyên đề nhận biết bệnh Newcastle. Lý do chúng tôi muốn bà con nhà mình nhận biết sớm cái bệnh này, vì bệnh này có những triệu chứng bên ngoài mà rất dễ khiến cho bà con nhà mình nhầm lẫn và xử lý sai. Thì hiện tại thì chim khôn thì hót tiếng rảnh rang, người khôn không biết thì tra trên Google. Bà con thử tra thử đi. Chúng ta đánh chữ Newcastle lên Google. Có rất nhiều những bài viết nói về bệnh này. Nhưng điều chung những từ ngữ chuyên môn và thực ra thì nó chỉ phù hợp nhất đối với những nhà chuyên môn, những nhà kỹ thuật xịn sò hay là những người chăn nuôi lâu thôi. Tôi lấy ví dụ như là những cái câu từ rất là chuyên môn như là gà khoác áo tơi chẳng hạn. Mà thực ra thì bây giờ đi ô tô nhiều, xe máy nhiều, áo mưa thì đẹp. Mà tôi thực ra bản thân tôi cũng không biết cái áo tơi nó thế nào. Hoặc là triệu chứng phân xanh, phân trắng, phân loãng chẳng hạn, gà ủ rù chẳng hạn. Thì thực ra thì hiện nay bà con cứ cầm bất cứ một gói thuốc nào mà trong trại nhà mình có đi, bà con ra bất cứ một hiệu thuốc thú y nào đi, trên tem nhãn đều ghi phân xanh, điều trị phân xanh, phân trắng. Mà bà con nhà mình nhiều khi đi mua mà nếu không có chữ điều trị phân xanh, phân trắng tiêu chảy bà con cũng không mua. Tất cả những lý do đó mà chúng ta rất dễ cho gà uống thuốc nhầm. Rất nhiều những chuyên môn chỉ phù hợp cho các nhà kỹ thuật, các nhà chăn nuôi lâu năm. Còn những gia trại như bà con nhà mình ấy, thì chúng ta phải có những cái mấu chốt, chúng ta phân biệt rõ cái bệnh này. Và tôi thâm tâm rất mong muốn bà con nhà mình hãy xem hết cái video này để chúng ta phân biệt rõ cái bệnh Newcastle, để chúng ta đừng cho gà uống thuốc nhầm. Còn tôi cũng rất là mong chờ nhờ vả các anh em kỹ thuật, các công ty có thể chia sẻ video cho bà con chăn nuôi xem cái đoạn video chuyên môn bệnh này chúng tôi làm cho những nhà chăn nuôi nhỏ, để họ biết được gà nhà họ đang mắc bệnh Newcastle, để họ có thể gọi cho các anh em xuống xử lý giúp cho họ. Đầu tiên bà con hãy để ý đàn gà nhà mình nha. Nếu như thấy đàn gà nhà mình ủ rũ, bỏ ăn, phân xanh, nhìn nó không vui như cái tấm hình mà tôi chiếu lên cho bà con đó, thì bà con đừng vội cho gà uống thuốc nhé. Một số loại thuốc tem nhãn ghi rất dễ uống, rất dễ dùng, như là trên tem ghi ủ rũ, củ rù, phân xanh, phân trắng, nó rất phù hợp đối với đàn gà nhà mình, nhìn rất là giống. Nhưng mà nếu như mà gà nhà mình đang mắc Newcastle, bà con cho uống gà nhà mình sẽ chết đấy. Nếu vậy thì chúng ta hãy từ từ, đừng cho uống vội. Chúng ta cần loại bỏ xem gà nhà mình có bị Newcastle hay không. Chỉ cần làm những việc đơn giản như sau này, bà con nhà mình rất dễ làm, ai cũng có thể làm được. Đó là bà con hãy tự mổ một con gà nhà mình, kiểm tra xem những cái vị trí mà Dr. Vet chỉ cho bà con kiểm tra này. Nếu có những yếu tố như thế thì bà con khẳng định một phần gà nhà mình bị Newcastle. Nếu vậy thì trước khi kiểm tra thì bà con cần chuẩn bị những cái gì? Không có gì khó cả. Những đồ đó thì ra trại là cũng có, nhà là cũng có. Nếu chúng ta có kéo to thì chúng ta dùng kéo to. Nếu chúng ta có cái kéo nhỏ trong nhà thì chúng ta dùng cái kéo nhỏ trong nhà. Nếu nhà nào bà con nhà mình chăn nuôi có găng tay cao su thì mình dùng găng tay cao su. Nếu nhà mình mà có găng tay ly lông thì mình dùng găng tay ly lông. Trang trại hoặc gia trại nào có một cái khu hố mổ riêng thì chúng ta đem con gà đó ra chúng ta mổ. Nếu không có thì bà con hãy xách con gà ốm đó ra cách xa khu trại một chút, rồi mổ xong bà con lấy sát trùng, bà con phun đó. Mà cẩn thận nữa thì trước khi mổ bà con lấy cái bao cám nhà mình đấy, bao cám nhà mình dùng rồi đó, bà con nót ở phía dưới. Hôm tôi đến một gia trại, bác ấy sốt ruột quá, bác ấy đè luôn con gà ra chỗ ria vườn bác ấy mổ. Nhưng mà tôi hỏi thì bác ấy cũng biết là có người hướng dẫn rồi. Bác bảo là sau này bác mổ xong thì bác sẽ phun sát trùng cái khu đó. Và bác bảo là tao thấy gà nên thấy tao sốt ruột quá tao mổ luôn. Nếu vậy thì
Khi mổ thì bác ấy kiểm tra chỗ nào, bà con hãy nhìn xem bác mổ nha. Bà con để ý ông chú này còn không có găng tay, ông ấy cũng không sử dụng cái bao cám như là Dr. Vep vừa rồi nói. Nhưng ông chú này đang cắt cái dạ dày tuyến để ông ấy kiểm tra. Dạ dày tuyến là một cái câu từ chuyên môn, nhưng chỗ này thì bà con cứ nghĩ đơn giản đi. Cái này là chúng ta vẫn đang dùng, hình như là chúng ta đang dùng để lấu miến hay sao bà con. Và đây là cái dạ dày tuyến, kiểm tra lưu quát sơn rất là dễ. Bà con hãy cắt cái dạ dày tuyến theo thao tác của ông chú này. Nếu như dạ dày tuyến này hiện nay đang bị xuất huyết đấy, nếu bà con thấy nó xuất huyết có nghĩa là có những cái lốt máu lấm chấm ở cái dạ dày tuyến đó. Còn xuất huyết như thế nào về chuyên môn thì bà con hãy từ từ tìm hiểu sau đi. Cứ thấy xuất huyết thì bà con hãy nghĩ nó đơn giản là có khả năng bị lưu quát sơn, và bà con liên hệ lại với những kỹ thuật xịn sò bà con biết để người ta kiểm tra lại cho bà con. Và lưu quát sơn thì không phải chỉ có một vị trí khám đó, chúng tôi khám một ca bệnh nữa để bà con nắm rõ hơn. Chúng tôi mời bà con xem một ca mổ thứ hai nhé bà con. Đây thì người ta làm tốt hơn, người ta có hố mổ chuyên này, có nghĩa là tất cả những ca gà mổ đó người ta sẽ mổ ở cái hố này, người ta sát trùng cho nó dễ. Và người ta có găng tay, cái này người ta đang đeo găng tay cao su. Và cái con gà này rất là to, gà rất là to. Nếu như mà bà con nào mà tay chân yếu, khả năng còn không mổ được con gà này, bà con nhà mình chú ý. Khi mà đã nuôi lớn này rồi mà mắc bệnh lưu quát sơn ấy, thì nó là một cái thiệt hại cực kỳ lớn. Bà con để ý thao tác mổ nhé. Người ta rạch da này, người ta bẻ cái hai cái xương đùi nó rộng ra này. Đấy, đang chỉnh lại cái găng tay cao su rồi lên gân ấy, vì gà nó to quá. Đây thì dùng cái kéo nó hơi nhỏ, nếu bà con mà có thì bà con dùng cái kéo to hơn một chút. Bà con rạch theo cái xương sườn của con gà và mở kéo cái ức. Kéo cái ức nó ngửa lên trên. Đấy. Thì đây ca này người ta mổ rất là chậm, bà con có thể học theo. Tôi nghĩ là ai cũng mổ gà rồi, mổ gà để thắp hương thì chén thì ai cũng mổ rồi đúng không ạ? Nhưng mà thao tác mổ này nó hơi khác một chút. Đấy, người ta sẽ kéo cái ruột ra. Kéo cái ruột ra. Bà con nhà mình thực sự để ý nha. Để ý những cái thao tác mổ đấy, thì đây là ca này chúng tôi rất mong muốn bà con hãy mổ theo. Đấy, cái dạ dày tuyến đấy, cái chỗ lấu miến đấy. Đấy. Nhưng ca này thì dạ dày tuyến lại không sao cả. Ca này dạ dày tuyến không sao. Nhưng ca này khác ca trước ở chỗ nào? Nếu dạ dày tuyến không sao rồi thì khám ở chỗ nào nữa? Đấy, dạ dày tuyến rất là trắng và cái dạ dày tuyến này rất nhỏ, ca trước thì rất là to. Chúng ta chú ý nhé, lưu quát sơn còn khám ở những chỗ nữa, đó là những cái vị trí ruột này này. Đấy, ruột nó nổi lốt như là bệnh mình gọi chung chung, nó gọi ung thư đi. Đấy, cái nốt người ta chỉ vào cái nốt đó cho bà con. Chỉ vào cái nốt đó. Nốt ở ruột đó. Bác này, bác ấy khám đi khám lại cái dạ dày tuyến, bác ấy nhìn vì thấy ruột nó bị rồi mà dạ dày tuyến này không sao. Đấy. Người ta sẽ cắt một cái nốt ở trên ruột đó cho bà con nhà mình xem. Bà con xem. Chúng ta vẫn thấy gà đọc chuyên môn thì phân xanh nhớt, thì phân xanh nhớt ở đâu? Đấy, bà con nhà mình để ý này. Đấy, khám cái mổ cắt cái chỗ ra, bà con nhìn thấy chữ phân xanh nhớt chưa? Lý do tại sao cái phân xanh của lưu quát sơn nó lại khác cái phân xanh của những cái bệnh khác. Còn một vị trí nữa bà con có thể khám, đó là cái ngã ba van hồi manh tràng. Nói một cách đơn giản ấy, thì chỗ là chỗ ruột non đó mà bỗng dưng mọc ra hai cái bình, ở người thì gọi là ruột thừa đấy, còn gà thì gọi là manh tràng. Thì cái ngã ba đó thì được gọi là ngã ba van hồi manh tràng. Lúc đấy người ta chỉ kéo vào đó, nhưng mà nhìn nó hơi nhỏ thì chúng tôi sẽ chiếu hình ảnh lên để cho bà con xem. Một vị trí nữa mà thực ra chỉ kỹ thuật xịn sò, kỹ thuật xịn người ta mới mổ thôi, đó là khám trên lão con gà. Nhưng mà đối với gia trại của chúng ta thì thôi bà con dừng lại ở đó đi. Bà con khám ở chỗ dạ dày tuyến, cái chỗ mà chuyên để lấu miến đó. Thứ hai nữa là bà con khám ở chỗ ngã ba van hồi manh tràng và khám ở ruột như chúng tôi vừa mới chiếu. Nếu bà con đã sơ bộ chẩn đoán đàn gà nhà mình bị lưu quát sơn thì bà con giúp chúng tôi làm những việc sau. Thứ nhất là bà con hãy dừng kháng sinh ngay lập tức, không cho gà uống kháng sinh nữa. Thứ hai nữa là bà con hãy sử dụng một số dòng thuốc bổ tốt, tăng lực và giảm chết cho đàn gà. Tôi lấy ví dụ như là Good Body này, Good Body hoặc Good Care này. Hai dòng thuốc này sẽ hỗ trợ tăng sức cho đàn gà rất là nhanh và giảm chết khi đàn gà bị mắc virus.
Còn một số dòng thuốc nữa thì chúng tôi nhân tiện chúng tôi sẽ giới thiệu cho bà con nhà mình. Bà con hãy để ý cho uống thêm cái CGC của Sao Mai vào. Sản phẩm này rất tốt cho những trường hợp là đàn gà bị ốm bệnh, trong này nó có vi đường này, vitamin C này, artiso, rất phù hợp khi mà gà lưu quát sơn. Chú ý nữa là khi gà lưu quát sơn đó thì đường ruột nó kém, bị tiêu chảy, bà con hãy bổ sung cái men H-Pro thêm cho gà. Sau khi gà đã uống thuốc bổ rồi, công việc tiếp theo đó là xử lý đàn gà bị lưu quát sơn. Dr. Vet chúng tôi sẽ đăng một cái video chuyên về xử lý lưu quát sơn cho bà con. Nếu như trong tình huống mà chúng tôi chưa kịp đăng, bà con hãy gọi theo số hotline của Dr. Vet là 098-222-0717. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bà con. Một điều nữa bà con có thể làm, đó là bà con hãy liên hệ với kỹ thuật của các công ty. Công ty bán, những công ty lớn bán vaccine đó, thì kỹ thuật của họ rất là tốt. Họ sẽ giúp bà con xử lý. Nếu bà con thấy video chuyên môn này hay bổ ích, bà con hãy đăng ký kênh Dr. Vet và chia sẻ video này giúp chúng tôi. Chúng tôi có động lực làm những video tốt hơn cho bà con. Chúng tôi xin chúc bà con chăn nuôi ngày một thành công và xin chào bà con.